giải thưởng là cũng khá lớn, 500 triệu đồng, 300 triệu đồng là tiền mặt và 200 triệu đồng là một cái học bổng nào đó. Học bổng thì đương nhiên là con sẽ sử dụng để đi học rồi. Số tiền 300 triệu đồng nếu là người thắng giải con sẽ sử dụng như thế nào? Con về nhà cho ba mẹ. Con nghĩ số tiền đó thì chỉ đủ để mua nhà thôi, làm được một việc thôi, chứ con ước là con ước nhiều lắm, con ước không lao lắm. Con nói thử ra một số coi nó có tham không? Con mua nhà nè, rồi con mở quán chè cho mẹ, con chữa hết bệnh cho ba, rồi con đi shopping với chị, rồi con muốn cho mình lúc nào giọng hát cũng hay, cũng ấm áp, lúc nào cũng vậy hết, không bao giờ bị bệnh. Năm điều là năm điều.